Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiếng hát nữ ca sĩ Hiền Thu. Và chúng ta sẽ thưởng thức qua ca khúc Tạ ơn lòng Chúa xót thương. Nhìn lại việc tay Chúa đã làm, con chỉ còn biết nói lời tạ ơn. Lời tạ ơn khi con cảm đến được lòng Chúa thương xót vô bờ. Lời tạ ơn xác thực xác quyết ngày thứ con thoát khỏi nguy nan. Niệm lại việc tay Chúa đã làm, con càng thêm tin khác cậy trông. Này hồn con đây xin bỏ ngỏ để tình Chúa dung thứ lấp đầy. Đời con đây cũng xin bỏ ngỏ để lòng Chúa thương xót an bài. Con biết ơn lòng con biết ơn.